mọi ngày, hôm nay tôi lại đi học sớm. Không biết tôi có thói quen ấy từ khi nào. Chắc do tôi thích cái vẻ trầm lặng của mái trường này. Mỗi lần đến sớm, yên tĩnh và nhẹ nhàng. Tôi nhớ lắm, buổi chào cờ đầu tiên, tôi đã được nghe các thầy cô kể về mái trường này. Và điều kỳ lạ là tôi đã yêu ngôi trường này ngay từ giây phút ấy. Về lịch sử của trường, trường Trung học Phổ thông Trương Định được thành lập ngày 30 tháng 9 năm 1973. Đến năm 1977, trường được xây mới lại tại khu Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến 1978, trường Phổ thông cấp 3 Trương Định được tách ra làm hai trường, đó là trường Trung học Phổ thông Trương Định và trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng. Ngày 21 tháng 5 năm 1996, hai trường sáp nhập thành trường Trung học Phổ thông Trương Định. Suốt 40 năm qua, nhà trường không ngừng phát triển và trưởng thành toàn diện. Các thế hệ thầy cô giáo phát huy truyền thống dạy tốt và học tốt. Nhiều năm qua, trường được công nhận là một trong những trường tiên tiến vững mạnh. Chặng đường lịch sử vừa qua đã nâng cánh cho thầy và trò Trương Định thêm tự tin, vững chắc đi tới tương lai. Và giờ đây, Trung học Phổ thông Trương Định là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh. Tôi yêu khung cảnh, mọi thứ nơi sân trường tôi, nơi có những hàng cây xanh rợp bóng, điều mà tôi không thể thấy được ở những ngôi trường khác. Khuôn viên trường tôi có cả tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng, đó là một nét riêng mà Trương Định của tôi chưa trùng với ngôi trường nào hết. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Tôi yêu Trương Định, thế mà chẳng bao lâu nữa tôi lại phải xa mái trường này. Đã 3 năm tôi theo học tại đây, mỗi ngày tôi càng thấy yêu ngôi trường này hơn vì sự tận tình của thầy cô và cả những kỷ niệm bên cạnh những người bạn của tôi. Chờ nhau thong dong trên chiếc xe đạp.
trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn quanh khắc thiêng liêng lúc này, để đừng quên lãng, để đừng phai nhạt, để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa, đời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại, mình phải trải qua. Chia xa